Rồi, hai xin chào anh em. Chào mừng anh em cùng quay trở lại với kênh của Thắng Rồi Đi Úc nè. Thì trước mặt anh em đây là những cái mẫu phát điện mà khá quen thuộc mà đã hết hàng từ lâu lắm rồi đối với anh em mình ha. Thì hôm nay lại có một lô về cho anh em mình ha. Nếu nói về dòng phát điện thì những con này nè, đó là giá vừa phải tầm trung. Nói chung là gia đình này kia khá là hợp lý ổn định luôn. Tại vì nó vừa túi tiền. Còn đối với anh em nào thích thương hiệu thì em cũng có hai con Ryobi đằng kia để cho anh em mình lựa chọn cái thương hiệu ha. Thì hôm nay sẽ có là Forest, Ojito, Wakjon và Ryobi. Thì cũng có một số cái máy hút bụi Tenlay đằng kia cho anh em mình ha. Bên đây thì có nén khí với lại quạt công nghiệp. Nói chung là hôm nay là chỉ quanh đi quẩn lại là máy phát điện, nén khí, hút bụi, quạt thôi. Thì bốn món này em sẽ lên cho anh em mình tham khảo trước ha. Thì hiện tại như anh em thấy đây, có bao nhiêu con em lên hết cho anh em luôn. Là xong mấy con này có nghĩa là hết hàng lâu lắm lại mới có lại nữa nha anh em. Forest này ít về nè, Ojito cũng vậy và Wakjon cũng vậy luôn. Thì những cái con này thì dùng cho anh em nào mà xài quạt đèn gia đình. Đó, này kia khá là hợp lý nha. Tất cả máy phát điện ở đây đó là đều inverter hết, chỉ có còn hai con Ryobi đằng kia là không inverter cho anh em mình ha. Thì anh em lưu ý, nếu mà anh em về xài máy lạnh một ngựa tương đương với em, nói chung là anh em tính theo BTU á, thì máy lạnh của anh em nhất định là phải inverter thì xài máy phát điện này mới được nha. Còn nếu mà máy lạnh của anh em mà cơ á, thì không xài được một những câu phát điện ở đây luôn. Thì em cũng xin nói trước, nhắc lại cho anh em mình hiểu luôn. Và cái thứ hai, máy phát điện này không xài cho máy hàng được ha. Không xài cho máy hàng được, em cũng nói trước cho anh em mình luôn. Chỉ là quạt đèn máy lạnh inverter đồ này kia khá là hợp lý, chứ không thể hàng được. Và những con ở đây là đều điện ra là 220-240V, nên anh em mình cứ việc yên tâm ha. Và sản phẩm ở đây em đều bảo hành cho anh em mình 3 tháng hết. Về sau loại hỏng hỗ trợ sửa chữa cho anh em. Thì cũng giống như những clip trước, hôm nay cái ngày đặc biệt của em thì em sẽ bao ship toàn bộ những cái mặt hàng có trong clip này cho anh em mình ha. Kể cả máy phát điện em cũng bao ship cho anh em mình luôn. Và lưu ý giùm em ha, anh em nào lấy máy phát điện thì cọc giùm em 200.000 là anh em mình chuyển thôi. Nói chung là đơn giản là vậy thôi. Còn anh em nào đã mua đồ của em rồi thì không cần phải cọc nữa ha. Chỉ có những anh em nào mà mới xem kênh mà thấy thích ưng thì cọc cho em 200.000 ha. Còn lại thì nhận hàng kiểm tra thanh toán thôi. Đó, vấn đề của em là vậy thôi. Còn bây giờ thì đã mất thời gian của anh em nữa, em đi thẳng vào vấn đề ngày hôm nay cho anh em mình luôn. Trước mặt với anh em đây là con máy phát điện Forest. Đó, những con này là đều từ Úc về nha anh em, nên anh em mình cứ yên tâm ha. Có mã QR, có số series cho anh em bao tra chách này kia rõ ràng. Con này là động cơ 4 thì Forest nha anh em, 2000W inverter, tương đương với lại phát điện là 2,2kg anh em. Đó, để cho anh em phát quạt đèn, tivi, nấu cơm đồ này kia là khá là hợp lý luôn. Đó, máy tình trạng thì anh em thấy ha, đầu UHV lóc còn sáng cực kỳ, ốc zin chưa bung mở gì hết. Nên anh em mình cứ việc yên tâm, về là xài thôi, không cần phải làm gì hết. Và riêng những con phát điện này á, là em khi vận chuyển giao tới cho anh em mình ha, thì em cũng đã rút hết xăng nhớt ra rồi. Thì anh em nào mà về là mình phải đổ xăng nhớt vô mình test lại. Và khi cái máy này nó con nào ở đây á, là nó đều cũng có báo nhớt hết. Và nhớt ít quá thì máy nó cũng không chạy nữa nha anh em. Nhớt đủ thì máy nó mới chạy. Thì cái máy này rất là hay để cho anh em mình nhiều khi sử dụng lâu ngày á, mà mình bị hụt nhớt đi chăng nữa thì lúc mà giật nó không nổ là nó sẽ không bị hại máy. Và cái thứ hai nữa là máy phát điện này nó hay ở cái thêm một chỗ nữa luôn, là anh em có thể chỉnh được dòng điện eco nè. Đó, econ nè, có thể là chỉnh ở chế độ tiết kiệm xăng, tiết kiệm nhiên liệu, hoặc là lúc mà anh em tải mà đồ nặng thì anh em có thể tắt cái chức năng này thì rất là hay luôn. Thì con này là hai cổng ra điện 220V đến 240V ha. Nó có ba cái đèn báo nhớt nè, hôm nay em sẽ đi cụ thể chi tiết cho anh em mình luôn. Cái thứ nhất, đèn đỏ báo, ví dụ như anh em đang hoạt động á mà đèn đỏ này báo nè thì máy lúc đó quá tải. Nút thứ hai đó là màu xanh này lúc nào cũng phải có, là lúc đó nó ổn định tải. Và nút thứ ba, khi mà anh em giật máy mà anh em để cái đèn này ha, nếu mà nó chớp một cái là có nghĩa là máy đang thiếu nhớt. Đó, có vấn đề về nhớt thì anh em coi nhớt lại giùm em ha. Đó, nó chỉ những vọn vẹn lên quanh thôi. Còn công tắc on off nằm ở đây, công tắc ra điện nằm ở đây ha. Đó, hai cổng ra điện em có đưa hai sợi dây chân chéo ra cho anh em mình luôn rồi, để cho anh em mình cấu vô ổ điện đồ này kia khá là hợp lý luôn. On off nằm đây. Rồi bây giờ giật thử nổ máy cho anh em mình nghe luôn ha. Thank you.
dở tay cái là nổ ha. Máy hoạt động bình thường không lỗi lầm, nhận hàng, kiểm tra, thanh toán. Đó, nói chung là về là xài thôi chứ không làm gì hết. Và hiện tại một con máy phát điện Ferret như vậy em đang bán cho anh em mình với giá là 4,5 triệu bao ship ha. 2000W, 4,5 triệu bao ship. Không phải là hàng lên đâu anh em. Mà những con này nè là những con đát mới cực kỳ, đát mới năm nay luôn. Đó, nên hàng nó sẽ cao hơn. Còn có những cái con mà đát, ví dụ như thí dụ anh em đang ở 2022 mà đát nó 2015 đi chăng nữa thì đương nhiên là máy nó sẽ rẻ đi rồi, tại vì cái thời gian sản xuất của nó quá lâu. Thì hôm nay là con này là 4,5 triệu bao ship, miễn ship cho anh em mình luôn. Thì anh em nào mình quan tâm có thể chốt hạ đây ha. Đó, 4,5 triệu bao ship, phát điện Ferret 2000W inverter, 4 thì, 4,5 triệu bao ship cho anh em mình con này luôn. Đó, lô này thì được 4 con nào cũng còn sáng đẹp tinh tươm hết. Đó, cực kỳ ha. Rồi, tiếp tục với anh em đó là mẫu phát điện tiếp theo nè. Đây là mẫu phát điện Ojito. Con này là 2500W, hơn cái con màu xanh này là 500W nè anh em. Đó, con này thì có bánh xe kéo đẩy linh hoạt. Đó, dòng Ojito này thì khỏi phải bàn nữa ha anh em. Đó, con này là con inverter 2500W. Đó, thiết kế đẹp cực kỳ ha. Riêng con này thì nó có được cái đồng hồ báo vôn ở đây. Đó, đồng hồ báo vôn, cầu dao tự động nằm ở đây. Nó cũng có 3 đèn báo như vậy luôn cho anh em mình ha. Thì con này thì điện phát ra là 2,5 kW. Thì hiện tại một con phát điện Ferret Ferret 2000W thì em bán 4,5 triệu. Còn riêng Ojito 2500W này thì em sẽ bán cho anh em mình với giá là 5 triệu đúng bao ship cho anh em mình luôn. Cái này là ship, là chỉ cần anh em đem cái máy phát điện vô ship một cái là từ 400.000 trở lên thôi. Đó, nó không có rẻ hơn được 400.000 đâu. Đó, thì con này hiện tại 2500W nè. Máy đẹp cực kỳ, lóc sáng này kia. Hai ổ ra điện, phát ra là 2,5 kg điện nè. Thì hiện tại em đang bán cho anh em mình với giá là 5 triệu một máy ha. Phát điện Ojito 2500W inverter nha. Inverter, đó, 2500W. Em đang bán cho anh em mình với giá là 5 triệu đúng bao ship ha. Đó, 5 triệu đúng bao ship. Lô này về con nào cũng đẹp tinh tươm nha anh em. Anh em nhìn cái chất sơn máy là anh em biết rồi. Nếu mà phát điện bãi á, thường thường Nhật về nó chỉ là điện 110 thôi. Và khi anh em lên điện 220 thì nó sẽ mất đi cái phần đó là tiêu thụ. Đó, ví dụ như 2 kg thì nó xuống còn có 1 kg mấy à. Đó, còn riêng con này là điện 220V luôn. Nên anh em về là sử dụng thôi, không cần phải lên hay xuống gì nữa. Thì hiện tại như con này em đang bán cho anh em mình với giá là 5 triệu đúng bao ship ha. Giờ Dũng giật nổ thử test máy cho anh em mình coi luôn. Lóc máy như vậy là anh em hiểu cái vấn đề ha. Máy nó còn đẹp cỡ nào rồi. Đó, nói chung anh em nhìn hàng là anh em biết. Thì hiện tại một con về đang bán cho anh em mình với giá là 5 triệu đúng bao ship. Phát điện Ojito 2500W, sử dụng gia đình này kia khá là hợp lý luôn. Đó, rồi qua. Rồi, tiếp tục với anh em mình luôn. Thì hiện tại bên đây em có hai con quạt John. Đó, hai con quạt John. Con này là hiện tại là 2000W nha anh em. Đây, quạt John trước mặt anh em đây. 2200W thì tương đương với lại là 2000W đó anh em, ổn định tải á. Đó, ở đây nè, nó có để nè. Quạt John 2200W ha. Thì con này nó cũng tự như con Ferret, thì nó vẫn không có bánh xe kéo đẩy linh hoạt, tại vì nó nhỏ gọn thì mình có thể xách đi được ha. Đó, như con này là Mini Cooter. Đó, thì hiện tại quạt John 2200W inverter. Thì hiện tại một con máy phát điện quạt John 2 cổng ra điện. Đó, on off điện nằm ở đây. Công tắc eco với lại mắt nằm ở đây nè. Anh em có thể sử dụng tắt mở tùy anh em thích. Nó vẫn có 3 cái đèn báo đèn cho anh em mình ha. Và con 2200W inverter này em đang bán cho anh em mình với giá là 4 triệu bao ship ha. 4 triệu bao ship quạt John 2200W. Tùy theo thương hiệu mà mình định giá mỗi cái máy phát điện nha anh em. Ví dụ như nhiều khi nó có một cái con, ví dụ lát nữa em sẽ nói cái vấn đề mà thương hiệu nó tại sao nó mắc hơn ha. Rồi,
Thì bây giờ giật nổ cho anh em mình coi luôn, quay một vòng đi Dũng. Đó, máy cực kỳ đẹp ha anh em, quạt John. Đó, 2200W. Rồi bắt đầu giật nổ cho anh em mình coi luôn. Nói chung là con nào em giật nổ cho anh em đó là cái clip để cho anh em mình thấy thôi, chứ về là xài hết á. Nói chung là giật nổ để cho anh em mình thấy mình quản nguyện trước khi mình mua hàng, đó là vậy thôi. Thì hiện tại như con quạt trên 2200W này em đang bán cho anh em mình với giá là 4 triệu bao ship ha. Như ngay cờ đầu clip em nói là hôm nay là máy phát điện, hôm nay là bao ship hết đó. Có những cái món mà trước giờ thì nó về nhưng mà nó mã cũ hơn thì giá nó rẻ hơn. Tại vì có một số anh em đã xem kênh nhiều và cũng đã mua hàng của em rất là nhiều rồi. Thì em cũng nói luôn ha, hàng theo tình trạng thì em bán giá theo tình trạng. Ví dụ như thí dụ mà anh em nói bây giờ đồng giá như nhau thì cũng đâu có được. Có những con nó mới hơn, có những con nó cũ hơn, không lẽ em vẫn bán giá như vậy cho anh em mình đâu. Đó, thì nó có sự chênh lệch để cho anh em mình lựa chọn. Có một số anh thì nói tôi không cần đẹp, tôi chỉ cần cũ cũ rẻ rẻ là được. Thì cũng có cái máy cũ cũ rẻ rẻ cho anh em mình tham khảo luôn. Đó là vậy thôi. Rồi, tiếp tục mẫu cuối cùng của thương hiệu lạ ngày hôm nay ha, đó là quạt John 3600W. Thì hiện tại con này là điện phát ra là 3,6 kg. Nó có 3 cổng ra điện cho anh em mình ha. Ví dụ như máy mà có 2 cổng ra điện em tặng cho anh em là 2 cái đầu dây ra, 3 cổng thì em tặng cho anh em là 3 cái cổng ra điện luôn. Nó có output 12, nó có output 3. Đó, để cho anh em mình sử dụng ha. Nếu mà con này ổng định tải mắc nhất nè, nó là nó có thể tới 3400W. Đó, nó vẫn có 3 cái đèn báo nó như lúc nãy em nói với anh em ha. Cái máy nào nó cũng có luôn. Đó, 3600W này anh em có thể sử dụng được một cái máy lạnh mà inverter 12.000 BTU. Đó, tương đương với lại 1,5 thì nó tầm khoảng 1500W. Đó, thì thêm quạt đèn nữa, khá là ok ha. Khi cúp điện, nói chung là con này anh em mang theo công trình dùng máy cũng được, rồi anh em để nhà dùng gia đình cũng được. Nói chung là mấy con này nhỏ gọn nè. Ví dụ như anh em mang công trình mà làm như đi đục bê tông đi ha, mà đem con này nhỏ nhỏ gọn này cầm theo nữa nó cũng khá là hợp lý luôn. Ngoài đường, ngoài không chỗ không có điện á thì mang nó theo, tại vì nó cũng nhỏ gọn, đi chở xe rồi được ha. 3600 này thì công trình với lại gia đình là khá là vui vui rồi. Đó, rồi bây giờ giật nổ test thử cho anh em mình coi luôn, phát điện quạt John 3600W. Chờ khoan, đi qua đây một cái, quay một vòng cho anh em mình coi một cái ha. Đó, máy thì vẫn còn ngon lành, hoạt động tốt bình thường không lỗi lầm. Tắt cái eco đó, kéo qua rình cái nè. Rồi được rồi. Rồi, thì hôm nay sẽ có hai con 3600 mới giới thiệu cho anh em mình ha. Thì con này là 3600W. Đó, nắp bình xăng nó hơi cũ nè. Đó, hôm nay em sẽ bán cho anh em mình với giá là 4,5 triệu. 4,5 triệu một máy phát điện quạt John 3600W. Đó, con này là nắp hơi cũ nha anh em. Đó, nắp bình xăng hơi cũ nè. Anh em nào thích con mới hơn là con 3600 này thì tình trạng nó còn đẹp hơn. Đó, nó còn nhìn sáng trưng hơn nè. Thì con này hiện tại là 5 triệu đúng bao ship. Thì anh em nào mà thí dụ thích con nào chụp màn hình lại con đó thì là em báo giá thôi. Nói chung là cũng quên đi huỳnh lại là có tình trạng thôi anh em. Tình trạng như nào thì bán theo hàng như đó. Rồi, 4,5 triệu nắp bình xăng hơi cũ ha, 5 triệu đúng mà cái nắp đẹp đằng kia. Rồi, thì cái này thì dành cho anh em nào fan của Ryobi và dành cho anh em nào mà không thích inverter. Đây là con máy cơ chính gốc của con Ryobi nè. Thì con này là động cơ 2500W đầu OHV, tương đương với lại là 2,5 kg điện anh em, hai cổng ra điện ha. Có một cái đèn báo nhớt và có đồng hồ báo vôn, và cầu giao tự động tắt mở. Đó, hai chân ra điện 220 đến 240V. Thì con này thì có bánh xe kéo đẩy linh hoạt cho anh em mình luôn ha. Ryobi thì là máy phát điện thì khỏi phải bàn nữa rồi, cực kỳ đẹp. Đó, đầu OHV anh em nhìn thấy nè,
kể cả cái con ốc bình xăng chưa dặn luôn nha anh em, nó còn dấu luôn ha, chỗ xanh đó, ốc tán chưa mở đây kia đầy đủ zin hết đó. Con này là 2,5 kg là tương đương với lại 2500W đó anh em. Thì con này là Realme, có bánh xe, có cây kéo đẩy linh hoạt. Thì hiện tại mà con máy phát điện Realme 2500W hôm nay thì sẽ là 6,5 triệu bao ship cho anh em mình luôn, 6,5 triệu bao ship cho anh em mình luôn, và chỉ trong clip ngày hôm nay thôi nha anh em. Đó, tại hôm nay là hứa với anh em bao ship tất cả các mặt hàng ở đây cho anh em mình luôn, hơi lâu khuyến mãi một lần. Đó, thì như con này hiện tại là giá là 6,5 triệu bao ship cho anh em mình ha. Thì giật nổ kéo cho anh em mình nghe luôn Dũng ơi. Đó, hiện tại một con này em đang bán cho anh em mình với giá là 6,5 triệu bao ship ha. Phát điện 2500W Ryobi. Đó, rồi anh em nào không nhớ mã thì anh em chụp màn hình lại giùm em ha. Thì mình ưng cái nào thì mình chuyển cái đó thôi. Nói chung clip hôm nay nó chỉ có mấy món thôi, anh em chỉ cần nhớ bao nhiêu watt hay là nhớ màu là giùm em là được rồi ha. Rồi, hôm nay thì có mấy mẫu tên lay lên cho anh em mình luôn. Bữa giờ thì nén khí nó hết nè anh em, hôm nay có lại ha. Rồi, Dũng quay giùm cái nén khí này luôn. Hôm nay là chơi tất tần tật bao ship hết luôn. Rồi, con đầu tiên đó là cái con nén khí mini của thằng Tenlay nè anh em, màu vàng nha anh em. Đó, con này là 6 lít, dùng cho anh em nào mà dùng gia đình đồ này kia khá là hợp lý luôn ha. Nén khí Tenlay 6 lít không dầu. Đó, đó, 6 lít 8 áp là 8 kg ha, boe chưa gắn ha, đem ra luôn, chồng thùng lên luôn cho nó gọn đây cái. Đó, cực kỳ đẹp ha anh em. Con này là 6 lít Tenlay. Đó, một đồng hồ, một van điều áp, một van xả. Đó, con này là không dầu, chạy cực kỳ im. Thì dành cho anh em nào để gia đình nè, thổi bụi, bơm xe rồi này kia, xịt bụi trong nhà khá là hợp lý ha. Nó rất là nhỏ gọn, anh em ở chung cư dùng được luôn nha, quay một vòng luôn. Máy máy này là máy mới 100% rồi, nên mình không cần phải xô nhiều cho lắm, chỉ quay là báo thông số cho anh em mình vừa phù hợp với lại gia đình nhu cầu của mình thôi. Thì như con Tenlay 6 lít này nè anh em. Đó, như anh em thấy ha, đồng hồ là áp 8 kg, van này là van điều áp, một van xả ra nằm ngang như vậy, bình là bình 6 lít ha. Nói chung là anh em dùng chung cư là được luôn, tại vì nó không ảnh hưởng tới hàng xóm, nó rất là im, cực kỳ im khi anh em gắn boe chưa lắp vô ha. Và hàng này là hàng chính hãng, bảo hành 1 năm cho anh em mình xịt bụi, thổi hơi, đó, bơm xe rồi này kia, khá là nhỏ gọn hợp lý ha. Điện là điện 220 đến 240V nên anh em mình cứ yên tâm. Và hiện tại một con nén khí Tenlay này em đang bán cho anh em mình với giá là 3,2 triệu ha, hôm nay được bao ship. Đó, clip này mà ví dụ như mà nổ đảo một cái là em xóa clip luôn, tại vì không đủ hàng bán. Nói chung là có mấy món là lên cho anh em mình thấy ưng cái nào là mình chuyển thôi. Thì như con này là 3,2 triệu bao ship ngày hôm nay cho anh em mình ha, nén khí Tenlay màu vàng 6 lít. Rồi, tiếp tục, vẫn là mẫu Tenlay 6 lít ha. Thì đây là cái con màu đen. Thì cái con màu đen thì nó khác cái gì? Vẫn là cùng một công suất, vẫn là cùng một thông số, nhưng mà nó sẽ khác cái kết cấu đó anh em. Đó, mẫu này là con nào cũng được bảo hành 1 năm trời hết nha. Anh em xài 1 năm, ví dụ như lỗi hỏng trong vòng 1 năm gì bên em sửa chữa hoàn toàn miễn phí hết, nên anh em mình cứ yên tâm ha. Thì sau 1 năm thì phụ kiện chính hãng có sẵn đầy đủ hết. Nếu mà có lỗi hỏng gì cứ việc báo là có đồ phụ tùng cực kỳ rẻ cho anh em mình luôn. Nói chung là không có cái máy nào hỏng hư, quan trọng là anh em xài như thế nào thôi. Đó, thì con này nó khác với con kia là nó sẽ có hai cái đồng hồ báo áp, một cái van điều áp ở đây và một cái dòi nè anh em. Cái dòi, một cái đầu ra. Đó, cái đầu ra này chưa lắp vô nè anh em. Anh em về chỉ cần vặn vô ha. Nói chung là hàng mới nó để như vậy là em để luôn. Cái độ ồn nó chỉ có 59 dB thôi. Đó, cực kỳ im ha, vẫn là một thông số. Thì anh em nào thích một đồng hồ mà van ngang thì anh em có thể chuyển con kia. Còn anh em nào thích hai đồng hồ van đưa ra như vậy, màu đen, quay một vòng với Dũng ơi. Đó, thì anh em có thể dùng con này ha. Đó,
cực kỳ đẹp luôn. Nói chung là hàng mới mà sao không đẹp được. Đó, thì anh em nào thích màu đen thì dùng con này. Con này vẫn là 3.3 triệu nha. Nhưng mà hôm nay được ngày bao ship cho anh em mình luôn. Đó, 3.3 triệu nén khí tên lây màu đen 6 lít ha. 3.3 triệu một máy. Đó, hàng mới 100% chưa dùng. Rồi qua. Rồi, thì hôm nay thì sẽ có một số cái mẫu hút bụi cho anh em mình. À, còn một con nén khí 24 lít này khui thùng cho anh em coi luôn đi. Để dòng cái này qua đây đi Dũng. Đem máy nén khí đó qua đây. À. Còn một con nén khí 24 lít này nữa. Đó, thì anh em nào thích dạng bình để gia đình hay như vậy, hoặc là tiệm, hoặc là anh em nào làm mà thợ sơn hay chở đi công trình đồ này kia á, thì dùng con này là khá hợp lý luôn nè. Con này là 24 lít. Anh em có thể dùng để dùng thể chở ra được nè. Đó, chở đi công trình đồ này kia được hết luôn. Thì dùng cái máy này. Đó, 24 lít. Dũng Tinh ơi nổi không? Không nổi, kêu thưa Nam phụ. Nam ơi, phụ đinh cái máy ra cái Nam ơi. Rồi, đó, đây là con 24 lít ha. Đó, phụ kiện chưa lắp luôn nha anh em. Tháo bọc ra cho anh em coi vậy. Quay một vòng luôn. Con này là hiện tại là 24 lít nha anh em. Hai đồng hồ, một van điều áp, một van xả nha. Con này dùng để anh em xịt hơi, bơm xe, thổi bụi, phun sơn này kia khá là hợp lý dành cho em này luôn. Em này cũng chạy im cực kỳ, motor không dầu, bình là bình 24 lít nên em có thể bỏ gọn trên xe máy mình chở được hết ha. Và hàng này cũng là hàng bảo hành 1 năm trời cho anh em mình luôn. Độ ồn của nó cũng chỉ là 59 dB cho anh em mình ha. Dũng quay cái mặt kia, quay thông số cho anh em mình coi luôn. Đó, đây tay nắm phụ kiện bánh xe đồ, có dồi bơm xe máy nữa nha. Đó, dồi bơm xe máy nữa nè, nằm trong đây luôn. Nhưng mà chưa lắp nha anh em. Nói chung anh em về là anh em tự lắp, hoặc là anh em kim lắp sẵn em lắp luôn cho anh em. Đó, nói chung là hàng mới em thích để nguyên hộp gì cho anh em mình nhận nó cảm thấy nó vui hơn. Đó, con này là 1.3 HP ha. Đó, quay thông số rõ ràng cho anh em mình coi. 24 lít, 1450 ml trên phút ha. Tốc độ bơm của nó, áp của nó là 8 kg. Đó, bình là bình 24 lít, rất là nhỏ gọn cực kỳ. Và đặc biệt máy cực kỳ im để cho anh em mình sử dụng ha. Thì hiện tại một con máy nén khí tên lây như vậy em đang bán cho anh em mình với giá là 3.800.000, bao ship cho anh em mình trong clip ngày hôm nay luôn. 3.800.000 bao ship cho anh em mình ha. Đó, có tay nắm kéo đẩy nữa nè anh em. Đó, nói chung là phụ kiện đầy đủ hết, máy mới 100% chưa dùng, bảo hành 1 năm chính hãng ha. Đó, thì như con này. Đó, cực kỳ đẹp, 24 lít. Anh em nhu ý nhớ mãi giùm em ha. Tên lây 24 lít nén khí. Nhỏ gọn mini, phun sơn rồi này kia khá là hợp lý luôn, cực kỳ êm. Giá là 3.8 triệu một máy chưa bao gồm phí ship. Ủa, bao gồm phí ship cho anh em mình rồi ha. Lúc nãy nó bao ship mà giờ. Rồi, qua. Rồi, tiếp tục với anh em mình ha. Hôm nay lên mấy cái mẫu hút bụi này cho anh em mình luôn. Đó. Rồi, tiếp tục với anh em đó là mẫu hút bụi tên lây ha. Con này là 23 lít, 5.5 HP nha. Điện nguồn là điện 220 và thùng nhựa. Con này thì hút khô, hút nước được luôn.
Đó, bánh xe lấy đầu hút đầu ra hết cho anh em mình coi luôn. Hai cây nối để anh em hút đứng hút sàn nè. Đó, một đầu anh em hút sofa, một đầu bàn chà để anh em hút nước. Đó, một đầu bàn chà để anh em hút nước với là bụi. Đó. Bốn bánh xe và một cái đầu hút khe để anh em hút ô tô rồi này kia. Con này thì hút nước hút khô được hết nha anh em. Đó, đầy đủ hết, bánh xe chưa lắp luôn nè. Đó thì hiện tại như con này, vỏ màu đen ha anh em. 23 lít thùng nhựa hôm nay em đang bán cho anh em mình với giá là 1.800.000 bao ship. 1.800.000 bao ship ha. Đó, thì hiện tại em đang bán cho anh em hút bụi 23 lít này là 1.800.000 bao ship cho anh em mình luôn. Đó thì anh em nào mình nhanh tay thì mình triển ha, vừa hút khô vừa hút nước được luôn. Bốn bánh xe chưa gắn nè, đầu hút khe đầu đầy kia này đủ luôn. Đó. Đó. Rồi ống ruột gà đầy đủ hết luôn ha. Thì hiện tại là 1.800.000 bao ship cho anh em mình luôn. Hôm nay là clip được bao ship. Rồi. Tiếp tục với anh em, đó là mẫu anh em nào thích cái thùng inox nè thì mình triển cái thùng inox ha. Đó. Bên đây thì sẽ có 23 lít thùng inox. Lúc nãy là thùng nhựa nha, con nào thì cũng hút khô hút nước được luôn, hút thổi được luôn nha anh em. Đó, mấy con này thì anh em có thể gắn cái ống để thổi được luôn. Rồi, đây là mẫu 23 lít ha. Không khác gì con kia, chỉ nó là cái thùng inox thôi. Đó, chỉ nó là cái thùng inox. Và anh em nào thích mẫu thùng inox thì nó sẽ mắc hơn cho anh em mình ha. Thì như con này, thùng inox 23 lít, lấy hết phụ kiện ra đi Dũng. Đó, con nào cũng được bảo hành chính hãng 1 năm nha anh em. Đó, đầy đủ hết này kia luôn. Bánh xe nói chung đầu hút khe rồi đầy đủ hết. Rồi, Dũng lắp thử cái đầu để vô đây. Lắp cái đầu vô đây. Đó. Rồi, gắn cái ống để gắn ống ở trên đi. Ở dưới đây nè, là anh em dùng để gắn là để hút bụi ha. Còn anh em muốn thổi bụi thì anh em gắn ở trên đầu này. Đó, trên cái đầu máy phía sau lưng đó. Đó, anh em gài vô. Là để anh em lúc anh em bật máy anh em có thể thổi bụi rồi này kia. Thì con nào nó cũng có chức năng hút nước hút khô và chức năng thổi bụi như vậy ha. Thì hiện tại một con 24 lít như vậy, em đang bán cho anh em mình với giá là 2.400.000 bao ship ha. 2.400.000 một con máy hút bụi Tenley 23 lít, 2.400.000 bao ship cho anh em mình luôn. Đó, anh em nào mình ở xa hoặc là gần cửa hàng thì tới shop, shop có thể bớt cho anh em mình 50.000, 100.000 coi như tiền ship ha, rồi tự trở về. Còn anh em nào ở xa thì em có việc ở nhà nhận hàng em bao ship toàn quốc cho anh em mình luôn. Đó, 2.400.000 nha. Anh em nhớ lưu ý giùm em ha. 23 lít thùng inox. Rồi. Rồi tiếp tục với anh em mình ha. Thì bên đây em có cái 30 lít của thằng Tenley. Thì bên đây là con này là con 30 lít. Thì anh em nào dùng mà giống như là gara ô tô rồi này kia dùng nhiều á thì mình dùng cái con 30 lít này ha. Đây là con 30 lít của Tenley. Đó. Đó, 30 lít. Nói chung là phụ kiện y chang nhau. Đó, nhưng mà riêng dòng 30 lít này là được cái lọc filter nha anh em. Đó, lọc filter nè. Đây, nó lọc trắng, còn hai kia là lọc và túi vải nha. Đó, từ 30 lít trở lên thì nó dùng lọc này. Và phụ kiện nó cũng y hệt nhau hết, vẫn là hút nước khô thổi, nhưng mà cái dung tích bình của nó thì nó sẽ lớn hơn để cho anh em mình hút của nó nhiều hơn. Đó, hút sàn, hút khô đồ này kia. Thì hiện tại một con như vậy, em đang bán cho anh em mình với giá là 2.800.000 bao ship ha. Trong clip ngày hôm nay nha. Đó, trong clip ngày hôm nay Tenley 30 lít thùng inox 2.800.000 một máy bao ship cho anh em mình luôn. Full phụ kiện này kia ha. Quan trọng là anh em mình sử dụng cái dung tích nào thôi. Nói chung là gia đình thì anh em dùng 23 lít thùng nhựa thùng inox này là vừa rồi nè. Đó, còn 30 lít này thì anh em nào dùng như là nhà xưởng đồ này kia, làm mộc đồ này kia nhiều á, anh em dùng cái này là nó ok nhất. Đó, tại vì nó 30 lít nó lớn, nó công suất nó mạnh hơn. Rồi qua đi Dũng. Đó. Rồi tiếp tục với anh em, đó là một cái con hút bụi LED Aker của Mỹ nha anh em. Thì con này là 1600W nè anh em. Con này là thương hiệu Mỹ, anh em nào thích thương hiệu này thì mình triển nè. Đối với thương hiệu này thì phụ kiện đi kèm cũng khá là hợp lý luôn.
đó, rất là nhiều cho anh em mình luôn ha. Và hàng này anh em lưu ý nha, hàng này là hàng mới như vậy, là được bảo hành 1 năm chờ chính hãng ha. Cứ việc lỗi hỏng hư gì đó cứ việc báo em, hoặc là gần cửa hàng thì mang tới em liền, là sẽ có hãng hỗ trợ sửa chữa liền luôn đó. Rồi sau 1 năm, thí dụ anh em ví dụ lỗi hỏng thiếu hư bể mất cái gì thì anh em cứ báo em, có phụ kiện cho anh em mình luôn, nên anh em mình cứ việc yên tâm đó. Nói chung là mua hàng thì ở đâu cũng có bán, rồi quan trọng là cái tin tưởng hay là mình đặt niềm tin đúng chỗ thôi anh em ơi. Nói chung là giá thì cũng có chênh lệch 100-200 ngàn tùy người thôi, còn em thì vẫn là giá của em như xưa giờ. Và hôm nay là clip đặc biệt thì em có bao ship cho anh em mình như clip hôm nay ha. Đó rồi, đây là con hút bụi Led Decker thương hiệu Mỹ ha. Con này là 1600W, vẫn hút khô hút nước được, và lọc của nó là lọc filter. Dũng tháo cái lọc ra cho anh em mình coi luôn ha. Đó, lọc filter nha anh em, cực kỳ đẹp ha. Đó, hút khô hút nước được, và đặc biệt là quay một vòng cho anh em phía sau lưng coi luôn, thùng nắp ha. Con này thì nhỏ gọn đó, vẫn có chức năng thổi cho anh em ha. Quay cái thông số máy lại đây cho coi Dũng. Con này là con 20 lít nha anh em, cái thùng nó chỉ có 20 lít thôi đó. Quay thông số của nó cho anh em mình coi, để anh em mình nắm rõ hơn về cái dòng này đó. Điện nguồn 220-240V ha, IPX4 đó, thông số của nó đây đó. Thì hiện tại như con này em đang bán cho anh em mình với giá là 2.600.000 bao ship ha. Thương hiệu Led Decker của Mỹ, 2.600.000 bao ship cho anh em mình. Anh em nào thích cái con 20 lít Led Decker này thì mình chuyển ha, 2.600.000 bao ship. Rồi tiếp tục với anh em nữa là ba cái mẫu quạt hôm nay nữa là xong, mình kết thúc clip này ha. Thì hôm nay chỉ có mấy món thôi, nhưng mà nó nhiều đồ quá, nó nhiều cái thông tin quá nên em nói nó hơi dài. Thì anh em nào mình xem thì chịu khó coi giùm em ha, cảm ơn rất là nhiều. Đây là cái quạt Stanley đó, chân đồ chưa lắp nha anh em đó. Đây, để xuống phụ kiện nằm đầy đủ trong đây hết ha. Cánh sắt đồ này kia chưa mở nha. Đường kính của nó là 46cm nè anh em, đường kính quạt ha. Và chân của nó là chân ba trụ đứng. Hôm nay thì em có hai cái option để cho anh em mình lựa chọn, đó là hai loại chân mà 90.000 lít trên phút ha, 155W à. Đó, là hàng này là hàng xài không bao hao điện luôn. Đó, cánh thì là cánh sắt nha, đàng hoàng nha anh em. Chân là chân ba chân. Dũng khui máy này ra cho anh em mình coi ha. Cái body quạt đó là 1.9 triệu, quạt pin UB đó. Đó, cảnh sát đồ này kia rõ ràng cho anh em mình ha. Đó, chưa lắp phụ kiện này kia ha. Thì chân của nó là ba chân như vậy. Thì hiện tại đưa cái motor ra, còn motor mà. Đó, anh em dùng quạt nhà xưởng nè, hay là gia đình đầu này kia cũng khá là hợp lý luôn ha. Đó, thì hiện tại một cái quạt như vậy em đang bán cho anh em mình với giá là 2 triệu đúng bao ship ha. Quạt Stanley bảo hành chính hãng 1 năm trời. Đó, 2 triệu đúng bao ship, 2 triệu đúng bao ship nha. Chân của nó là ba chân chéo xuống vậy, hoặc là anh em sẽ chọn một cái option chân nó như vậy nè anh em. Đó, đó là anh em mình lựa chọn ha. Một là chân như vậy, đó. Đó, hai là chân chân ba chân lúc nãy em chụp. Chân như vậy thì em thấy nó hợp lý hơn nè anh em. Đó, em cũng để hai cái cửa hàng dùng. Đó, nó sẽ có hai loại chân như vậy ha. Và anh em có thể nâng hạ được cái đầu của nó lên cao thấp nha. Đó, rất là đẹp luôn. Và hiện tại một cái quạt như vậy, giá của nó sẽ là 2 triệu đúng bao ship cho anh em mình ha. Rồi Dũng bỏ qua một bên đi. Có một thằng lính ruột để quay clip mà giờ nó cũng nghỉ hả? Con nghĩ nó theo đạo của nó rồi nè. Nói chung là cũng thương nó lắm mà giờ nó nghỉ rồi, coi như là bị mất cánh tay trái luôn á. Thằng lính ruột quay clip đó giờ luôn. Có nhiều anh em mua hàng á, tới cửa hàng thấy nó khoái lắm. Đó, nói chung mà bây giờ là nó nghỉ luôn rồi. Nó theo con đường của nó chọn á anh em. Nói chung là mình cũng vui, nhưng mà mình mất đi rồi mình thấy nó bị thiếu cái gì nhiều quá. Chung là em cũng bị stress mấy bữa luôn. Rồi,
cái này Dũng coi giá bao nhiêu rồi? Cái này là quạt công nghiệp nha anh em. Đó, anh em để nhà xưởng nè, hoặc là làm mát cây đồ này kia khá là hợp lý luôn ha. Con này là quạt sàn, hoặc là quạt công nghiệp, hay còn kia là quạt công nghiệp á, anh em để nhà xưởng nè. Đó, nhà xưởng hoặc là kho đồ này kia, hoặc là quạt tưới rau rồi này kia để giải nhiệt á. Đó, thì như con này nè anh em. Đó, đây là quạt 50cc ha, quạt để chân nè. Đó, nó có hai cái chân đi xuống vậy. Đường kính quạt của nó là 50 nha, 50cm, 89.490 vòng trên phút ha. Đó, 145W. Thì con này là quạt sàn công nghiệp, cánh sắt đàng hoàng ha. Nó có ba cái nắp gió cho anh em mình ha. Đó, thông số nó nằm ở đây cho anh em mình luôn, 220V. Đó, rõ ràng ha. Con này cũng là được bảo hành chính hãng 1 năm trời nha anh em. Tên lây, cánh sắt màu đen, vành 50. Đó, thì hiện tại một con quạt như vậy em đang bán cho anh em mình với giá là 2.380.000 bao ship. 2.380.000 bao ship ha. 2.380.000 bao ship cho con quạt này ha anh em. Đó, anh em lưu ý, thí dụ không nhớ mã thì chụp màn hình lại giúp em. Rồi, tiếp tục với anh em, đó là cái quạt cuối cùng. Đó, đây là cái quạt cuối cùng nè anh em. Ở Dũng lấy cái đó xuống cũng được. Nói chung là có mấy cái em để cửa hàng em khui sẵn ra, có mẫu hết cho anh em mình coi rồi. Nên em mình em chỉ quay là hàng nguyên thụng mới như vậy cho anh em mình tin tưởng thôi. Chứ thiệt ra là hàng mới 100%. Đó, có những con anh em tới cửa hàng là có sẵn, nằm sẵn tại cửa hàng luôn, là để mẫu cho anh em mình á. Mất công tới lúc anh em lại, mất công mà ráp rồi nó lâu. Đó, đây là quạt Stanley ha. Khách đang test cơ xích, nó hơi ồn. Đó, rồi, con này là 13.000, 133.000 lít trên phút ha, 250W. Đó, thì hiện tại con này là con quạt công nghiệp lớn nha. Đường kính này là đường kính ngang nè anh em, là 60 nha anh em. Đó, đường kính vành 60 nha anh em. Đó, rất là lớn ha, có bánh xe để anh em kéo dưới sàn luôn, khá là hợp lý luôn. Thì con này là hàng chính hãng, cũng bảo hành 1 năm. Con này thì nó có 3 cái cấp độ gió luôn. Đó, đây là quạt công nghiệp ha, của Stanley. Thì hiện tại con này em đang bán cho anh em mình với giá là 3.300.000 ha, bao ship cho anh em mình luôn. Con này là 3.300.000. Anh em nào muốn dùng quạt lớn công nghiệp như vậy 60 nè, là dùng con này khá là hợp lý luôn. 3.300.000. Đó, bao ship cho anh em mình toàn quốc ha. Và tất cả các sản phẩm ở đây em đều bao ship cho anh em mình hết. Và hàng chính hãng thì em sẽ bảo hành cho anh em mình là 1 năm. Còn hàng Úc như vậy là em bảo hành cho anh em mình là 3 tháng hết. Về sau là họ muốn hỗ trợ sửa chữa cho anh em mình luôn. Đó, nên anh em mình cứ việc yên tâm. Anh em nào ở gần shop á, thì cứ việc tới 18 đường 8 Linh Trung, Thủ Đức. Đó, anh em tới test máy, xem máy ok thì lấy. Còn anh em nào ở xa ha, thì anh em chỉ cần nhắn địa chỉ số điện thoại nhận hàng cho em thôi. Nhận hàng, kiểm tra thanh toán đúng như là nói thì anh em hãy nhận hàng. Đó là cái quy định hồi đó giờ trong shop em, nên anh em mình cứ yên tâm ha. Nói chung là không được anh em tin tưởng thì kênh không có tới ngày hôm nay đâu. 36.000 rồi anh em. Đó, nói chung 1 năm trời của em phấn đấu mà được 36.000 anh em tin tưởng thì nó quá là ok luôn. Cảm ơn anh em rất là nhiều đã xem video của em ha. Còn bây giờ thì chào anh em.